Em xin chào tất cả cô chú anh chị ạ. Hôm nay em đi quay một cái mảnh vườn nha cô chú anh chị. Tổng cái mảnh vườn này là 4 hectare nha. Đất thuộc về huyện Cà Rồng Nô, tỉnh Đắk Nông nha cô chú anh chị. Trên cái lô đất này thì hiện tại bây giờ là chủ là trồng hết cái cây măng cầu nha cô chú anh chị. Tổng diện tích 4 hectare này là được chủ trồng hết là cây măng cầu. Đó, trồng xen với cà phê nha cô chú anh chị. Măng cầu rồi thì là sầu riêng. Trồng xen với cà phê nha cô chú anh chị. Cái số cà phê ở trên cái lô đất này đã được chủ trồng được 2 năm đấy nhá. Còn mà cái cây măng cầu này là chủ trồng được gần 1 năm nha cô chú anh chị. Đó. Được là chủ nhà là họ lắp hệ thống nhỏ giọt hết rồi nha cô chú anh chị. Mình chỉ việc là vào là mình đầu tư và tưới nữa nhá. Còn tất cả hệ thống tưới rồi thì cây được chủ trồng phủ kín hết trên vườn 4 hectare này nha cô chú anh chị. Đất này là đất đỏ Ba Gian này. Từ cái lô đất này mà ra quốc lộ 28 ra khu dân cư nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 2 cây số nha cô chú anh chị. Còn nó về hướng Gia Nghĩa thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ là 50 cây. Về hướng Buôn Ma Thuột là 70 cây. Về hướng Sài Gòn là 255 cây. Về hướng Lâm Đồng á thì nó rơi vào khoảng tầm khoảng cỡ là 4 đến 50 cây nha cô chú anh chị. Được chủ là trong cái cây măng cầu này cực kỳ đẹp. Cà phê mới được hơn 2 năm nha cô chú anh chị. Anh chị mà đang quan tâm tới cái mảnh vườn này thì liên hệ cho em theo số điện thoại em để trên màn hình nhá. Cái lô đất này là đất đỏ Ba Gian nha cô chú anh chị. Đấy. Chủ mới trong cái măng cầu nên được gần 1 năm mà cô chú anh chị mặt đẹp lên cực kỳ đẹp luôn. Đất này cực kỳ hợp với trái cây cô chú anh chị, cái măng cầu cực kỳ đẹp. Có là 400 m 4 đến 300 m cái đường cấp phối lớn nó cô chú anh chị, ô tô to xe lớn xe nhỏ như là vào tới rầy hết nha cô chú anh chị. Nước nối hồ nước đầy đủ hết nha cô chú anh chị, cái vườn này không thiếu nước nha. Đấy, được chủ là lắp hệ thống nhỏ giọt hết rồi nha cô chú anh chị. Đấy, được chủ lắp bét như thế này này, lắp hết rồi. Đất thuộc về huyện Cà Rồng Nô, tỉnh Đắk Nông nha cô chú anh chị. Cái số cà này, số cà phê này thì chủ nhà họ chăm mấy cô chú anh chị ạ. Cho nên là cái cà phê thì này hơi xấu nha. Bây giờ chủ trong chủ vừa nọ trong xén cái măng cầu, măng cụt đấy, măng cầu á. Với là cái sầu riêng nha cô chú anh chị. 4 hectare này được chủ là trồng hết phủ kín hết cây rồi nhá. Cây ăn trái rồi nhá. Trong đó là có chén cà phê thì là được hơn 2 năm đấy cô chú anh chị ạ. Đất này thì mới có sổ đỏ nha cô chú anh chị, mới có sổ đỏ nha. Thì hiện tại bây giờ là chủ nhà đang kêu một mức giá cực kỳ hợp lý đó cô chú anh chị. 4 hectare này chủ nhà hiện tại bây giờ đang kêu giá là 2 tỷ nha. Có thương lượng nha cô chú anh chị. 4 hectare giá 2 tỷ có thương lượng. Đất mới có là sổ đỏ nha cô chú anh chị. Anh chị mà đang quan tâm tới mảnh vườn này thì liên hệ cho em theo số điện thoại trên màn hình nha. Em để trên màn hình ạ. Cũng như anh chị mà đang xem video này thì cho em xin một lượt đăng ký, lượt chia sẻ để ủng hộ cánh cho em nha cô chú anh chị. Với cùng em xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem video ạ.